Với tập dự án cộng đồng của Tôi là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023, ban tổ chức đã tạo cơ hội cho các thí sinh được gặp gỡ với những cố vấn hàng đầu đến từ nhiều lĩnh vực chuyên môn khác nhau trong việc xây dựng một dự án cộng đồng thiết thực và bền vững. MC ca sĩ Quỳnh Hoa, phó giám đốc Nhà văn hóa thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh, thành viên hội đồng giám khảo Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023, chị đã có hơn 20 năm kinh nghiệm tổ chức các hoạt động văn hóa nghệ thuật và các chương trình hành động vì cộng đồng. Hoa hậu Hờ Henie, thành viên hội đồng giám khảo Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023, cô đã và đang tích cực thực hiện nhiều hoạt động thiện nguyện trên khắp mọi miền đất nước như đồng hành cùng chương trình Room to Read truyền cảm hứng tích cực cho các em học sinh, dự án Gùi nước về buôn làng và dự án trồng rừng gieo thêm những mầm xanh hy vọng. Ông Lâm Quang Tiến, đoàn trưởng đoàn tiếp viên Vietravel Airlines, chuyên gia đào tạo về hàng không, dịch vụ, lễ tiết và tổ chức sự kiện với gần 30 năm kinh nghiệm. Nhà báo, người dẫn chương trình Lê Phước Lập, thành viên Quỹ Xã hội Bảo an, Bộ Nội vụ. Anh đã có hơn 20 năm công tác trong lĩnh vực báo chí, truyền hình, quen thuộc với khán giả qua nhiều chương trình cộng đồng thiện nguyện như Ngôi nhà mơ ước, Cùng xây ước mơ. Bà Lê Lan Khanh, giám đốc Quỹ Nâng bước tuổi thơ, Children of Vietnam. Đây là tổ chức từ thiện duy nhất tại Việt Nam cung cấp chuyên môn điều trị bệnh lý và phẫu thuật đa khoa theo tiêu chuẩn quốc tế cho trẻ em dị tật bẩm sinh có hoàn cảnh khó khăn. Đương kim Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, Nguyễn Thị Ngọc Châu chính là đại sứ của Quỹ Nâng bước tuổi thơ và đang đồng hành cùng Quỹ thực hiện sứ mệnh mang tới cơ thể lành lặn và tương lai tốt đẹp nhất cho những trẻ em kém may mắn trên khắp Việt Nam. Doanh nhân, nhà hoạt động xã hội Nguyễn Huỳnh Như, cố vấn dự án cộng đồng của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023. Huỳnh Như được biết đến với nhiều dự án cộng đồng dài hạn thiết thực giúp cải thiện đời sống cho những hoàn cảnh khó khăn như bếp ăn không đồng và hỗ trợ chăm sóc trẻ em mồ côi tại chùa Vĩnh Phước An. Xin chào các thí sinh của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023. Tôi là Lan Khanh của Quỹ Từ thiện Nâng bước tuổi thơ. Hôm nay tôi rất hân hạnh được đến đây chia sẻ với các em một số kinh nghiệm về dự án cộng đồng. Đã gọi là chữ cộng đồng, có nghĩa là mình cần sự chung sức. Và do đó, tất cả những dự án cộng đồng cần phải được lan tỏa. Chị chưa có rõ là sắp tới tụi em sẽ chọn những cái dự án như thế nào. Nhưng mà những cái bước quan trọng nhất là chọn cái giá trị cốt lõi mà tụi em muốn làm tức thời hay là dài hơi. Và sau khi mình đã xác định được cái giá trị cốt lõi rồi thì mình mới bắt đầu mình cơ cấu. Và cái thứ ba là khi em có cái cơ cấu rồi, em xác định được tất cả các mục tiêu em muốn đạt rồi, thì cái mà nối kết với mạnh thường quân là một cái điều rất khó và rất là quan trọng. Chị muốn chia sẻ thêm là có hai hình thức, là có những mạnh thường quân thì họ chỉ muốn làm là vì tôi cảm thấy là tâm hồn tôi nhẹ nhàng nếu chúng tôi được chia sẻ. Và có những mạnh thường quân thì họ muốn làm và cũng để củng cố cái thương hiệu của họ là vì tôi là một doanh nghiệp nhân văn. Thì tất cả các mục đích đó đều là tốt. Trên con đường thiện nguyện của các em, nếu như các em gặp những cái nhà hảo tâm mà họ muốn tôi cũng muốn được như vậy vậy nếu tôi làm cái việc này, thì mình đừng bao giờ phiền lòng cái việc đó. Cái quan trọng nhất của một dự án cộng đồng và việc thiện nguyện các em làm là các em nhìn vào cái giá trị cốt lõi của các em có đạt được hay không, và các em giúp đỡ được bao nhiêu người, và cái việc làm của các em có góp phần để đóng góp để tạo nên một xã hội tốt đẹp hơn hay không. Cái đó là cái cốt lõi chính của mình. Thì đó là cái việc mà chị muốn chia sẻ trong cái khuôn khổ của buổi chia sẻ ngày hôm nay. Tôi nhận thấy là các em có một cái nỗ lực muốn làm một cái dự án, một cái điều gì đó tốt đẹp cho xã hội. Và tôi nghĩ là cái buổi chia sẻ như thế này thì rất là quý giá để có thể trao đổi được những cái cảm xúc, những cái kinh nghiệm cho các em. Ngày hôm nay cũng là một cái ngày rất là quan trọng để các bạn có một cái định hướng. Nếu bạn nào trở thành hoa hậu hoặc là sau khi mình thi xong, mình có những cái phương án hoặc là mong muốn chia sẻ với cộng đồng thì mình sẽ có những cái cách để mình làm sao mà có chiều sâu. Nhưng mà trong cái thời điểm hiện tại, với sức của mình thì nên làm cái gì đó nó thực sự là thực tế, và cái dự án đó nó chạm đến người xem, và cái dự án đó nó vô cùng thiết thực, thì Hen nghĩ rằng mình sẽ ưu tiên nhiều hơn. Hen thì các bạn cũng biết là Hen đã làm rất là nhiều những cái dự án cộng đồng rồi. Còn bản thân chị Hoa thì chị Hoa luôn luôn có một cái tâm niệm này nè. Tức là khi mình làm một cái dự án cộng đồng, mình làm một cái hoạt động tình nguyện, một cái hoạt động từ thiện nào đó, thì việc đầu tiên đó là mình sẽ phải tìm hiểu xem cái nhu cầu người ta có thực sự cần điều đó hay không. Thì cái từ cái nhu cầu đó thì mình mới tìm ra được cái đối tượng, mình tìm ra được cái công việc mà mình sẽ làm. Tức là đôi khi cái suy nghĩ của mình nghĩ rằng người ta cần, nhưng mà thực tế người ta lại không cần. Mình phải hỏi, ví dụ như Hoa nói là chẳng hạn như là có một cái phong trào là gửi áo ấm lên vùng cao. Nhưng mà nếu mình không nghiên cứu, cũng cái tỉnh đó, cũng cái vùng đó, mới có vài tháng trước đã có người mang áo ấm lên rồi. Xong mình chỉ mới vài tháng sau mình lại mang áo ấm lên nữa thì nó lại thành thừa.
người ta không có nhu cầu đó, người ta lại cần cái khác. Mình phải hỏi, mình phải nghiên cứu rất là kỹ. Tức là mình làm tất cả những hoạt động từ cái nhu cầu thật sự người ta cần, thì cái đó nó sẽ mang lại hiệu quả thực tế hơn. Khi hôm nay tham gia với các bạn thì mình cảm thấy vô cùng gần gũi. Ha, cũng không dùng lý thuyết gì cả, ha chỉ chia sẻ bằng cái thực tế thôi. Mình làm cái gì thì như thế nào và kinh nghiệm mình đã trải qua ra sao thì Hoa với Hen đã cùng chia sẻ với các bạn. Biết rằng là hiện bây giờ thì các em cũng đang rất là nhiều ngổn ngang, rất nhiều lo lắng trước cái event sắp tới của mình. Thế thì bây giờ mình bắt đầu cái câu chuyện của mình. Khi mà mình tổ chức một cái event đó, thứ nhất thì khi nói về cái việc mà lập kế hoạch, đây là một cái step vô cùng quan trọng để quyết định là cái buổi của mình như thế nào, và cũng như là tâm lý của chúng ta sẽ rất là vững vàng khi mà mình bước vào trong cái sự kiện đó. Thì theo thông tin mà nhận được thì cái thời gian này chúng ta cũng khá là gấp rút, cho nên cái số lượng khách mời của mình nó cũng gói gọn. Do vậy chắc chắn là cái không khí mà mình cần tạo ra đó, nó phải rất là ấm cúng nè, thân tình nè, trang trọng nè, và có một cái sự kết nối chặt chẽ. Ví dụ như là cái buổi không khí này là mình là tiệc chay, thì chắc chắn khi nói đồ chai là phải thanh tịnh rồi. Chúng ta cần chú ý từ make up layout, từ tóc, từ tất cả các trang phục, cũng như tất cả những cái thao tác của mình, những cái giao tiếp của mình ở trong cái buổi từ thiện đó, nó phải rất là thanh tao trang trọng, vì mình đang đặt cái hoàn cảnh của cái event này là một buổi tiệc chai, và cần nhất là một người tổng chỉ huy để liên kết tất cả các nhóm lại với nhau. Nói lại, ở đây là chúng ta là một team, cái cuối cùng là một big team, chứ chúng ta không hoạt động theo kiểu cá nhân. Cho dù bạn là ai, bạn như thế nào, nhưng khi bạn vào team, chúng ta hãy nhớ chúng ta là những thành viên của một team. Chúng ta giống như cái xe đạp đang quay, mỗi người là một cái cặp xe, một cái nan hoa. Nếu mà mình tách rời ra, mình sẽ không là gì hết. Cho nên là tất cả chúng ta phải đề cao tính hợp và kỷ luật. Đó là điều quan trọng. Thời gian bây giờ cũng đã hết rồi. Chúc cho tất cả các em thật là tự tin. Mỗi bạn sẽ cực kỳ đoàn kết, hợp tác với nhau để có một sự kiện thành công. Chào tất cả các bạn. Đây là một cái cơ hội để mình có thể chia sẻ với những bạn trẻ về cái kinh nghiệm của mình trong ngành nghề phục vụ, cũng như là việc tổ chức tất cả các sự kiện và lan tỏa tất cả những cái năng lực tích cực với cộng đồng.